bạn, mình là Thành Công. Và dành những bạn nào chưa biết đến mình thì mình chuyên gia nói về quỹ đầu tư và ETF. Và tuần vừa rồi ở trên thế giới, cụ thể hơn đó chính là trong cái thị trường crypto, nó có một cái tin rất là đặc biệt, đó chính là Ủy ban Chứng khoán Mỹ vừa thông qua việc cho phép niêm yết ETF Bitcoin trên sàn chứng khoán, cho phép nhà đầu tư sở hữu Bitcoin mà không có cần phải tạo tài khoản ở bất kỳ sàn crypto nào. OTC, tôi tưởng là ETF Bitcoin là nó có từ năm 2021 rồi chứ. Cái này có gì mới không? Hoàn toàn không sai. ETF mô phỏng theo biến động giá của Bitcoin đã có mặt trên sàn chứng khoán Mỹ từ tháng 10 năm 2021 rồi. Tuy nhiên, cái sự khác biệt lớn nhất đó chính là cái tài sản mà nó nắm giữ. Ngày xưa cái ETF BITO, một cái ETF mà mô phỏng theo biến động giá của Bitcoin á, cái tài sản mà nó nắm giữ đó chính là các hợp đồng tương lai của Bitcoin. Và chính vì việc này cho nên cái việc mô phỏng giá của nó so với Bitcoin nó không có chính xác như là nhiều người mong đợi. 11 cái ETF được thông qua gần đây là được nắm giữ tài sản thật là Bitcoin trong danh mục của họ, dẫn đến cái việc mô phỏng theo nó sẽ chính xác và hiệu quả và ít chi phí hơn. Những bạn theo dõi mình từ lâu thì chắc hẳn là không còn quá lạ lẫm gì với cụm từ ETF nữa. Các bạn cũng biết thừa cái sự khác biệt giữa ETF và quỹ mở, cái chiến thuật đầu tư của nó, cái phí, cái sự linh hoạt trong việc mua bán, tùm lum tà la cả. Nhưng mà nếu bạn nào mới tìm hiểu về ETF và chưa biết quá nhiều về nó thì có thể xem video bên đây ha. Chính vì vậy trong cái video này mình muốn nâng cao nó một tí xíu, mình sẽ muốn đi về cái mặt kỹ thuật hình thành nên ETF, làm cách nào để mà các quỹ ETF này có thể mô phỏng biến động giá của cái tài sản mà họ đang muốn theo đuổi. Và tại sao nếu 11 ETF này đều có một mục đích chung, đó chính là mô phỏng theo biến động giá của Bitcoin, thì tại sao 11 công ty quản lý quỹ lại tạo ra nó làm gì? Tại sao nó lại tạo nhanh cái sản y chang mà bán cho nhà đầu tư? Cùng tìm hiểu trong video này nào. Mình sẽ vừa giải thích và mình cho một cái ví dụ cụ thể để các bạn dễ hình dung luôn nha. Thì mình sẽ lấy ví dụ đó chính là Ord Invest. Thì Ord Invest là cái người tạo ra cái quỹ ETF này, ok? Thì Ord Invest, thì cái người mà tạo ra cái quỹ ETF á, thì thường nó gọi là EP, viết tắt của cụm từ là Authorized Participant, là cái người thành lập quỹ. Các bạn không cần phải biết mình gọi là EP được rồi, ok? Thì cái Ord Invest này họ tạo ra cái ETF mô phỏng theo giá của Bitcoin, đó chính là ORDB. Đó, đây chính là cái mã, cái tên gọi của mã ETF mà họ bán ra cho nhà đầu tư. Thì bên ngoài kia có những cái nhà đầu tư đó, mình sẽ vẽ ra cái chục người đầu tư bên đây, họ đưa tiền cho Ord Invest đó, để đổi lại là nắm giữ cái ETF ORDB này, ok? Thì số tiền này họ đưa đâu đó khoảng 10,3 triệu đô. Sau đó rồi thì ORD sẽ lấy cái con số 10,3 triệu đô này ra bên ngoài kia để mà mua Bitcoin để trong cái tài khoản họ. Thì hiện tại giá của một Bitcoin đang có khoảng là 42.700 đô la. Thế thì ORD phải ra bên cái sàn dịch crypto bên ngoài kia, không, crypto exchange, để mà mua Bitcoin, đúng không nào? Và đổi lại đó chính là họ sẽ mua được 241 đơn vị Bitcoin đó, họ sẽ để trong két sắt của họ. Và đương nhiên là bên ngoài kia có rất là nhiều nhà đầu tư, hàng trăm người, hàng ngàn người. Họ không thể nào phải có thể bán một đơn vị là 1.000 đô được, họ sẽ bán một cái con số cụ thể. Hiện tại thì theo trên giá website là một đơn vị ETF ORDB đang có giá là 43.700 cho một đơn vị. Các bạn biết rằng là tổng tài sản ròng mà ORD đang nắm giữ của nhà đầu tư là khoảng 10,3 triệu đô. Như vậy thì các bạn sẽ lấy 10,3 triệu đô chia cho 43.7 đô cho một cái đơn vị, thì các bạn sẽ tính được đó chính là cái tổng số lượng ETF đang được lưu hành, cái thằng ORDB nè, đang được lưu hành trong thị trường là đâu đó rơi vào khoảng 235.700 chứng chỉ quỹ. Khoảng thôi, mình làm tròn con số này cho nó dễ hiểu ha. Trong tương lai mình giả sử là có nhà đầu tư muốn mua cái ETF này đó, số lượng nhà đầu tư tăng lên và cái số tiền họ bỏ vô thêm như cái quỹ này là đâu đó khoảng 1 triệu đô đi ha, coi như là 1 triệu đô nữa đó. Thì cái công ty Ord Invest này họ phải đưa ra ngoài kia, họ mua thêm Bitcoin để mà bỏ vào cái danh mục của họ. Thì mình để cho cái ví dụ đơn giản nhất thì mình sẽ giả sử là giá của Bitcoin sẽ không có thay đổi, nó sẽ vẫn tiếp tục giữ ở giá là 42.000 đô cho một cái Bitcoin. Như vậy là 1 triệu đô sẽ giúp họ mua thêm được khoảng 23 Bitcoin bỏ vào danh mục, như vậy là khoảng 264 Bitcoin trong danh mục của họ. Và bởi vì giá của một Bitcoin nó không có tăng lên, cho nên là về lý thuyết thì cái ETF ORDB này nó cũng sẽ không có tăng theo, mà sẽ vẫn giữ nguyên ở mức giá 43.7 này đó. Cái thứ duy nhất tăng đó chính là cái số lượng đơn vị ETF mà thôi. Như vậy tổng tài sản mà cái công ty Ord Invest này sẽ quản lý là 11,3 triệu đô, và cái tổng ETF mà họ có đang được lưu hành trong thị trường nó sẽ rơi vào 258.000
583. Và cái tổng số lượng Bitcoin họ nắm giữ sẽ là 264 trong két sắt của họ. Và đương nhiên ở đây mình không có nói là cái két sắt trong nhà của họ, mà nó sẽ được bảo vệ bởi một công ty, một cái người bảo hộ bên ngoài kia, có thể là một tổ chức tài chính hoặc là một sàn chứng khoán nào đó. Và trong trường hợp này thì cái số Bitcoin, cái số tài sản mà họ được nắm giữ sẽ được bảo vệ bởi Coinbase, một cái sàn giao dịch crypto rất là nổi tiếng bên Mỹ. Trong thực tế thì rõ ràng nó rắc rối hơn trên giấy tờ rất là nhiều, bởi vì giá Bitcoin nó sẽ tăng lên hoặc là giảm xuống, và thậm chí đó chính là cái cung và cầu nó sẽ thay đổi liên tục từng phút, từng giây trong thị trường chứng khoán, dẫn đến cái giá trị NAV 43.7 này nó cũng sẽ tăng lên và giảm xuống, chứ nó cũng không có đứng yên một chỗ như trong cái ví dụ vừa mới làm. Như vậy cái câu hỏi tiếp theo mà chúng ta cần phải giải quyết đó chính là làm cách nào để mà cái giá trị NAV của mỗi cái ETF này biến động sát nhất có thể với cái tài sản mà nó đang mô phỏng theo. Ok, những cái thứ mình vừa mới miêu tả cho các bạn đó chính là những cái thứ xảy ra ở cái thị trường sơ cấp. Chỉ có tay to, tay lớn như là sàn chứng khoán, các ngân hàng thì nó mới giao dịch ở cái thị trường sơ cấp mà thôi. Chúng ta là người bình thường thì chúng ta sẽ được giao dịch ở sàn thứ cấp, đó chính là cái sàn chứng khoán mà chúng ta hay mua bán. Và thực tế thì các bạn sẽ không có mua ETF trực tiếp từ công ty quản lý quỹ, mà các bạn sẽ đưa tiền cho các sàn chứng khoán bên ngoài kia. Và sàn chứng khoán này sẽ chuyển tiền các bạn đưa cho công ty quản lý quỹ, và công ty quản lý quỹ này sẽ bắt đầu bán lại những cái ETF cho cái sàn giao dịch này, và họ sẽ đi về túi của các bạn. Thì trong thị trường thứ cấp này có một tay chơi nữa mà mình nghĩ rằng là rất ít bạn biết đến, đó chính là market maker, những cái người tạo lập thị trường. Thì những người này là ai? Những người này có thể là các công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư, những cái tay chơi cá mập to lớn bên ngoài kia. Mục đích của những người này đó chính là kiếm lời từ những cái lúc mà ETF nó không có phản ánh đúng cái giá trị mà tài sản nó đang mô phỏng theo. Và sau đây là một ví dụ, khi mà cái giá ETF này nó tăng ít hơn là giá Bitcoin, thì những cái người tạo lập thị trường này họ sẽ mua vào, cái ETF này. Đó, họ sẽ mua những giá rẻ nè, đó. Họ mua rất là nhiều, dẫn đến đó chính là cái cung trong thị trường sẽ đẩy lên, để mà cái tăng trưởng cái ETF này nó sẽ bằng với cái tăng trưởng của Bitcoin. Và họ sẽ dùng cái đống ETF họ vừa mới mua được, họ bán ra, họ có thể đổi lại Bitcoin để họ ăn chênh lệch từ cái khoản này. Và trong trường hợp ngược lại đó chính là giả sử cái ETF này nó tăng nhiều hơn cái Bitcoin nó tăng, thì những người tạo lập thị trường này họ sẽ bán ra, họ sẽ tạo cái áp lực bán để mà đẩy cái giá ETF xuống, và khi mà giá nó đã xuống rồi thì họ mua lại. Đó, thế là họ ăn chênh lệch ở cái khoản này, và cái chênh lệch giá ở đây nó chỉ rơi vào khoảng 0.1% mà thôi. Nhưng mà các tin mình đi khi mà nói rằng là nếu mà trong một ngày 8 tiếng giao dịch mà những cái quỹ, những cái nhà tạo lập thị trường bên ngoài kia có thể làm hàng trăm cái giao dịch như vậy, thì các bạn cứ tưởng tượng họ kiếm tiền nhiều như thế nào. Và đương nhiên để làm được cái điều này thì rõ ràng là cái ETF họ giao dịch nó phải có đủ thanh khoản để mà họ có thể làm những cái giao dịch liên tục và nhiều như vậy trong một ngày. Và đương nhiên là cái lợi nhuận họ kiếm được nó phải đủ lớn để mà có thể chi trả cho những cái chi phí mua bán họ đã làm trong ngày hôm đó. Chính vì vậy cái thanh khoản của ETF cũng rất là quan trọng để mà các nhà tạo lập thị trường có thể tham gia cuộc chơi. Và nếu các bạn để ý thì bạn sẽ thấy rằng đó chính là những cái ETF VN30 có thanh khoản thấp, thường thì cái chênh lệch giá, biến động giá của ETF đó so với chỉ số VN30 nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với ETF VN30 của thằng Trend Capital. Bởi Trend Capital nó có rất là nhiều thanh khoản nó rất là cao, rất là nhiều người tham gia vào muốn ăn chênh lệch giá. Dẫn đến đó chính là gì? Dẫn đến đó chính là cái chênh lệch giữa cái ETF VN30 so với VN30 nó sẽ không có quá là lớn, không có đáng kể như là những cái ETF VN30 bên ngoài kia mà không có tên tuổi so với cái chỉ số mà đang theo dõi theo. Và đây chính là lý do tại sao mình kêu các bạn muốn mua ETF, muốn đầu tư vào ETF thì hãy chọn cái ETF có thanh khoản nó lớn. Bởi vì làm cách đó thì cái danh mục của bạn nó mới phản ánh đúng cái mức độ tăng trưởng mà cái chỉ số nó mô phỏng theo. Như vậy các bạn có thể thấy được rằng đó chính là bên cạnh việc cung cấp một cái tài sản để mà cái nhà đầu tư có thể thêm vào danh mục của mình, mà nó còn là một cái công cụ cho những cái tổ chức tài chính bên ngoài kia có thể kiếm lời chênh lệch giá từ nó. Nhưng mà những công ty quản lý quỹ tạo ra cái ETF họ được cái lợi gì? Chính xác, phí. Chắc hẳn các bạn không còn quá là xa lạ gì khi mà mình nói rằng đó chính là nhà dịch thắng hay thua không quan trọng, nhà cái sẽ luôn luôn là người chiến thắng. Họ thu phí mua và phí bán của người giao dịch kèm với cái chênh lệch giá mua và giá bán mỗi khi mà các bạn thực hiện cái giao dịch này. Và hơn thế nữa đó chính là cái phí quản lý hàng năm mà những cái ETF này sẽ thu từ các bạn khi mà các bạn nắm giữ dài hạn. Và khi mà các bạn nhìn vô cái danh sách những cái ETF này thì nó sẽ dao động từ 0.25% đến 1.5%. Và những công
công ty quản lý quỹ này họ cố gắng giảm phí càng thấp càng tốt để mà thu hút khách hàng của họ. Công ty quản lý tài sản BlackRock lúc đầu là tính thu phí hàng năm là 0.3%, nhưng mà sau khi mình nộp đơn và nhìn thấy những cái đối thủ cạnh tranh của mình có phí thấp quá, họ quyết định giảm cái phí quản lý xuống 0.25% trong một năm. Một ví dụ cụ thể hơn đó chính là Grayscale đã giảm cái phí hàng năm của họ từ 2% xuống còn 1.5% sau khi họ nhận ra cái phí quản lý của họ cao hơn các công ty quản lý quỹ khác rất là nhiều. Các bạn thấy cái con số 0.5% có vẻ là thấp, nhưng mà nếu mà các bạn nhìn vô cái tổng tài sản họ quản lý là 29 tỷ đô thì 0.5% giảm giá này đã khiến cho cái quỹ đầu tư Grayscale mất đi 145 triệu đô phí quản lý hàng năm rồi đó. Nhiều công ty quản lý quỹ ngoài kia còn giảm cái mức quản lý xuống 0% nếu mà các bạn đầu tư nhiều tiền vào quỹ của họ. Và rõ ràng khi mà các quỹ đầu tư lớn đánh nhau để mà coi như là chiếm thị phần bằng cách là giảm giá thì người hưởng lợi ở đây đó chính là các nhà đầu tư cá nhân. Và sau đây là lời khuyên của mình dành cho những bạn nào muốn đầu tư vào ETF VIN30, đó chính là các bạn hãy chọn một cái ETF có thanh khoản cao, thu phí thấp và cái độ mô phỏng nó chính xác là được. Còn nhà đầu tư, cái quản lý quỹ nào quản lý nó, sản xuất nó ra không quan trọng. Myriad, Set, Kim hay là Dragon Capital hay là VN Direct không quan trọng, ok? Mình hy vọng sau video ngày hôm nay các bạn đã hiểu được cái nguyên lý hoạt động của ETF, tại sao nó có thể mô phỏng giá một cách chính xác đến như vậy. Và thực ra thì trong cái ví dụ trong video này là chỉ có Bitcoin một loại tài sản duy nhất mà thôi. Nhưng mà thực tế thì bên ngoài kia VN30, VN Diamond, VN50, VN Finlit, S&P 500, nói chung là toàn loại các thể loại ETF bên ngoài kia tụi nó chỉ đều hoạt động trên nguyên lý như vậy. Nó chỉ khác là chính là cái danh mục đó nó có nhiều tài sản hay không mà thôi. Nhưng mà những cái thứ đó không quan trọng cho lắm đâu, bởi vì nếu các bạn là nhà đầu tư cá nhân thì các bạn cũng gần như là không cần phải biết quá nhiều hoặc là phải nắm rõ, nhớ sâu những kiến thức mình vừa mới chia sẻ. Cái bài học duy nhất mình muốn các bạn rút ra và có thể áp dụng cho cái cuộc sống đầu tư của các bạn đó chính là hiểu được là tại sao nhiều công ty quản lý quỹ ngày kia tạo ra nhiều loại ETF với một mục đích giống như nhau. Khi mà các bạn đã hiểu được cái chủ ý của người ta rồi thì bây giờ các bạn chỉ cần chọn cái loại tài sản mà phù hợp với bản thân, nó vừa rẻ, nó vừa hiệu quả, đúng không nào? Hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.